Xin chào mọi người, mình là Honka Pro đây. Thì chuyên mục hồ sơ tân thủ là kinh nghiệm mà tích lũy bao nhiêu năm của mình chứ Honkai. Thì mình mong rằng là nó sẽ thật sự hữu ích với một số người nhé. Chứ thật ra thì mình cũng chẳng biết là mấy ông chơi tân thủ hay là mấy ông chơi cấp 8 mấy rồi, bây giờ không biết có hiểu cái mô tê gì không nhá. Thì thôi, tới với phần 5 của hồ sơ tân thủ, pha lê. Thì trước hết là một Honkai Bu, chúng ta phải biết pha lê là cái gì đã. Thì pha lê là một nói chung là một thành phần giá tiền ấy. Nó là giống như một giá tiền cho độ hàng hóa mà gọi là chủ yếu là trong anh em chúng ta phải gọi là dùng để đánh lô đề đấy, hay còn gọi là gacha. Thì bình thường gacha sẽ có hai là thành phần, một là thành phần gacha 10 phát hoặc là một phát ra luôn, còn thành phần thứ hai là quay gần hết cái banner rồi vẫn chưa ra nhân vật. Tôi là thành phần thứ hai đấy. Thì trước hết thì muốn tiêu pha lê làm sao cho hợp lý? Đây, đây là câu hỏi của rất nhiều Honkai-bu, nói chung là những players Honkai mà gọi là mới chơi hoặc là đang chơi hoặc là chơi gần 100 chờ rồi vẫn đang hỏi mình. Đây, thì mình xin thắc mắc trước hết là các bạn phải tìm ra những nguồn thu nhập pha lê của mình nè. Chứ phải tìm những nguồn thu nhập pha lê. Ví dụ như là bản thân mình ấy thì có thể kiếm pha lê thông qua là Elysium, Memory Arena, vực và nhiệm vụ tuần. Thì các event sẽ không được kể tới nhé. Ví dụ như event chiến quốc vừa mới kết thúc gần đây thì event đó giống như là việc làm thêm của bạn thôi. Nó kiểu có lúc thì có lúc thì không nên là sẽ không được tính vào nhé. Các bạn loại phần đó ra cho mình. Và cốt truyện thì cái này đối với tùy người. Nếu mà bạn là một người chơi mới, cốt truyện hiện tại vẫn đang ở chơi ở chương 1, chương 2 thì xin chúc mừng. Đó sẽ là một nguồn thu nhập mà các bạn có thể hơn những người chơi lâu năm. Vâng, thì thứ hai các bạn cần hiểu cái bảng meta. Thì hiện tại cái bảng meta nó nói cho vui mồm ấy, nó chỉ là gọi là nói cho vui mồm thì cái bảng meta chỉ là cầm đại mấy con luật giả mới vả nhau thôi. Nói thẳng luôn chứ bây giờ mà mọi người cầm một con hơi chơi được Void 2S vô cái bảng vực thì người ta còn sợ chứ đừng có nói là cầm đồ hơi chơi đồ, là hơi chơi đồ Void, mặc dù có nhiều người nói con này là hết thời rồi. Mà thì nói vui thôi nhá. Thì quay lại vấn đề chính thì thông qua các banner chúng ta sẽ biết được là banner của nhân vật nào và nó meta nào. Ví dụ với trường hợp của mình thì mình thấy hiện tại đang là có banner của hơi chơi of sense đấy, hiện tại là đang có vực vật lý đấy nên mình mới bảo là cũng ăn thua nhau ở cái vực lắm. Nói chung thì hên xui thôi mọi người, nếu mà mọi người thông qua mọi người biết được nó hiện tại meta gì thì đó sẽ là một lợi thế khá lớn đối với mình ấy, thì cứ nhìn vào banner là biết nó đang meta gì. Ví dụ nhìn vào banner của nhân vật hơi cho flame đấy, chúng ta biết ngay là thế nào, vực không nó cũng sẽ là vực lửa hoặc là không hoặc là tùy. Bởi vì với bảng meta thì bình thường mỗi khi mà kết thúc một bản update nào đó chúng ta sẽ có một cái gọi là một cái bản meta, thì hầu như là do game thủ đánh giá và nhiều người đánh giá, nhiều YouTuber nổi tiếng cũng nói chung là nhiều người trong ngành đánh giá cái bản đó. Thì mình nhớ không nhầm thì các con luật giả thường sẽ đứng bảng từ bảng S cộng cho tới bảng A. Thì ví dụ nha, mình sẽ ví dụ như hơi chơi Prison thì đang đứng với hạng chặng thá là bảng A khi các bạn đạt 2S ha. Khi các bạn đạt 2S như mình này thì nó sẽ là nằm trong bảng A đấy, còn hơi cho Thunder thì nằm trong bảng S, ở hơi cho Flame nằm trong bảng S, hơi cho Sen nằm trong bảng S và gà mẹ ở Vân Mặc Đan Tâm cũng nằm trong bảng S nhé. Thì mọi người đấy, mình kể ra một loạt hơi chơi thôi thì cũng thấy hầu như là nằm trong bảng S và bảng A. Hơi chụp The Void thì được xếp vào bảng B bởi vì con đờ bờ này. Trừ khi mọi người 2S thì nó sẽ được xếp vào vàng vàng B cộng hoặc là A. Nói chung hơi chụp The Void thì cũng không mấy ai gọi là dùng bây giờ nữa, nên là cũng kiểu hơi tụt meta. Vâng, thì và mình nghĩ là đối với những người chơi mới thì mình nghĩ là các bạn nên build cho một hơi chơi nào đó. Ví dụ hiện tại game đang tặng cho các bạn hơi chơi Prison thì mọi người nên dành một khoản chi tiêu nào đó, có thể là trước level 50 nhé, cái để dành một khoản chi tiêu nào đó có thể cày được con hơi cho Prison này, hoặc có thể là cày free thông qua là chúng ta sẽ lấy set Anascariac hoặc là lấy luôn set chấn quét
Mình nói thật nhé, nếu mà các bạn là gọi là tích pha lê cho Silverwing cũng được, thì các bạn chịu khó giữ cấp hay còn gọi là hạm cấp lại một chút. Bởi vì đối với người chơi sau khi đạt level 50, chúng ta sẽ được tham gia gọi là cái gì, đấu trường thương vong, vùng đất trầm cảm, ông hoàng cảm xúc Elysarium. Thì tại sao mình lại nói như vậy? Bởi vì nãy mình vừa mới test cho mọi người ấy, thì hiện tại mình đang đánh ở với độ khó là gần như là cao nhất của game, độ khó 130. Thì cái độ khó này thì cái độ khắc nghiệt nó rất cao, hầu như là chỉ có một phần người chơi đánh lên được cái khu vực này thôi, và không phải là kiểu hôm nào ông nào cũng đánh được. Có nhiều người mất 1 2 tiếng đồng hồ, như mình thì mình mất 3 tiếng, một số người thì mất 5 6 tiếng đồng hồ chỉ để đánh cái Elysarium này thôi. Nên là mình nghĩ mọi người nên có một nhân vật full gear nhé. Cấp thì không gọi là không cần quan tâm, bởi vì khi mà vô đó cấp của tất cả các nhân vật đều sẽ được up lên max là 80, nên là mọi người không cần quan tâm cái cấp độ cũng như là kỹ năng của nó nhé. Và mỗi tuần chúng ta có thể lấy được 500 pha lê, nếu mà chúng ta đánh qua được cấp 130 chúng ta có thể lấy được 500 pha lê nhé. Và khi mà Silver Wing về thì chúng ta sẽ có hai nhân vật mới, đó chính là Silver Wing và DA. Con DA là con ngỗng vàng đấy. Thì hai cái con này sẽ được buff trong Elysarium. Mình nhớ không nhầm là chơi ở bên bản Trung Quốc, mình thấy cái chữ buff to trên in luôn. Có nghĩa là khi mà các bạn chơi nhân vật đó, các bạn sẽ được tăng sát thương nhỉnh hơn tất cả các nhân vật khác. Có nghĩa là nếu mà các bạn có nhân vật đó, có full gear nhân vật đó, thì cái nhân vật đó sẽ có thể dễ chơi hơn trong cái bản update đó. Thế là 6 tuần, mà 6 tuần thì chúng ta có 3.000 pha lê. Ui, nói chung là sẽ cày 3.000 pha lê một cách dễ hơn. Và nói chung là đó, đó là những gì mà mình muốn nói thôi. Còn việc cốt truyện, cái cốt truyện này chắc là nói nhé, cái cốt truyện đối với mình bây giờ chắc đi vào dĩ vãng rồi. Cái cốt truyện mình phải có gọi là 100% hết rồi nhé, nên là chịu. Và nói chung là mình sẽ tóm gọn lại cái việc pha lê chút nữa. Là thứ ba, cái việc này là việc quan trọng này, là tích pha lê. Cái việc tích pha lê giúp cho mọi người có khả năng là tiết kiệm được, gọi là rèn được cái khả năng gọi là chi tiêu cũng như là nhịn. Người ta gọi là nhịn ỉa đấy. Nói chung là đừng có như cái thằng cũ lìn nào đó, cứ thấy banner nào vui vui là quay. Tôi không nói đến bạn thật đâu, mong là thật đừng có coi được cái video này. Nói chung là mình sẽ tóm tắt lại các thứ mà mình muốn nói ở cuối clip nha. Thì lưu ý thứ nhất là vạch ra các nguồn thu nhập của trên tàu của các bạn nhé, trên tàu Hyperion của bạn có cái gì có thể thu nhập ra pha lê, bạn vạch hết ra cho tôi. Hải quân, Elysarium, vực MA, vân vân và mây mây, cái gì kiếm được thì vạch hết cho tôi, nhưng phải là thường xuyên và luôn luôn thì mọi người kiếm được pha lê nhé, hoặc là lâu dài. Chứ đừng có kiểu cái event mà mọi người cũng thêm vô thì tôi cũng chịu. Bởi vì cái event nó chỉ là một cái mốc, gọi là một cái mốc gọi là nhất thời thôi. Nó không thể nào gọi là cho mọi người một một lượng pha lê nhất định để mọi người có thể cày theo thời gian được nhá. Nên mình nghĩ là không nên vặt những cái event vô. Thứ hai là tìm hiểu meta và nhân vật hợp lý, hoặc là mọi người có thể quay đại con hơi chơi Obsession hoặc là Vân Mạc Đan Tâm, bởi vì hai con này khá là xịn. Ở cả thời điểm mới ra và meta hiện tại đều cần hai con đó, bởi hai con đó là support. Thứ ba là tiêu tiêu nhân vào đúng nhân vật, tiêu vào đúng banner vũ khí. Đây sẽ là một nước đi rất đúng hoặc là rất sai của từng người nhé. Đối với mình thì mình đi sai một nước đi, gọi đi thẳng vào lòng đất luôn, đi mẹ vào tâm của trái đất luôn. Quay gần được hai cái gear của Silver Wing rồi mà vẫn chưa có xác. Nói chung là mình chỉ muốn nói vậy thôi. Và phần tiếp theo của hồ sơ tân thủ sẽ mình sẽ nói về các character support cũng như các gear mà các character support cần và sẽ dùng được lâu dài cho mọi người nhé, để cho tránh trường hợp mọi người dùng được một lúc, mọi người quay full gear của con này, cái mọi người dùng được một lúc cái người một mọi người bỏ. Nên là mình sẽ làm rõ về cái việc này nhé. Và nếu mọi người có thể rồi thích cái video này thì mọi người có thể giúp cho mình là một đăng ký, nếu mọi người chưa đăng ký kênh, và ấn cái chuông cái bên phần đăng ký nhé. Thì thôi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Tôi đi ngủ đây chứ hiện tại là bây giờ là 4 giờ rồi đấy. 4 giờ theo tính theo giờ của điện thoại của Honkai, và là 3 giờ hiện tại của mình đấy.
Lý do tại sao tôi quay giờ này là bởi vì giờ này là giờ yên tĩnh nhất. Thì hiện tại trong nhà của mình tôi thức nhiều. Xin chào và gặp mọi người trong các cái video sau nhé. Bye.